Hello mọi người, hôm nay Ly đang trên đường đến một cái địa điểm về quân sự khá là thú vị. Review cho mọi người coi. Ly sẽ cho mọi người coi qua cái địa điểm này xem mọi người đoán được không nha. Đó, nó là ngay đằng sau lưng Ly á. Đó thì cái địa điểm này á là mọi người nhìn chắc mọi người đoán được rồi. Mà Ly thôi để Ly đi ngược cho mọi người coi rõ hơn. Cái này nó là tàu mẫu hạm, là cái loại tàu mà chuyên để sử dụng trong chiến tranh, để cho các cái máy bay á, máy bay chiến đấu hạ cánh ở đó. Và những cái phi công rồi những cái thủy thủ đoàn sẽ ở trong này lúc mà chưa có ra trận, họ sẽ ở trong này. Đây, để Ly quay một vòng nhé, cho mọi người nhìn thấy cái tàu rõ hơn. Đây là cảnh view, overview của cái tàu. Đây là nguyên một cái cầu á, đi qua cái cầu này sẽ đến cái tàu đó. Thì lịch sử của cái tàu này á là nó được sinh ra ở Thế chiến thứ hai, khoảng năm 40 là người ta bắt đầu khởi công xây dựng cái tàu. Cái tàu này là dài 1/4 cây số, hơn 250m, gần 300m. Nó gọi là USS Lexington. Cái tàu, tên của tàu này là tên chính thức là Lexington, mà nó có một cái nickname là The Blue Ghost, là con ma xanh. Thì cái tàu này nó cũng hơi có màu xanh xanh, xanh kiểu quân đội á. Thì là tàu này được xây dựng trong vòng 3 năm là xong. Và khi mà xây xong thì theo Ly được biết là nó đến vừa mới xây xong một cái là nó sẽ đến Trân Châu Cảng để phục vụ cho chiến tranh. Cái tàu này là nó sẽ đỗ được khoảng tầm 30 đến 50 cái máy bay thì phải. Ở trên, nếu mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái nóc tàu ấy là vẫn còn những cái máy bay thực chiến luôn ấy. Tất nhiên không còn hoạt động ở thời điểm này nữa rồi. Thì cái tàu này là nó không, Ly đang ở đây là địa điểm là Corpus Christi của Texas, cách Houston mà Ly đang ở khoảng 3 tiếng lái xe thôi. Nhưng mà thật ra là cái tàu này lúc mà trong hoạt động trong nhiệm vụ ấy, thì nó không có ở cái cảng này. Nhưng mà sau khi mà những cái tàu này nghỉ hưu thì người ta đưa những cái tàu này đến khắp những cái cảng để mà trở thành viện bảo tàng luôn. Cả một cái tàu dài như này là đủ để tham quan 2-3 tiếng rồi. Ở đây là Ly đang đi đến gần hơn rồi này, cho mọi người coi cảnh bên ngoài của con tàu ở cái góc gần hơn nha. Đây là overview của nguyên con tàu, dài 1/4 cây số và nó chứa được khoảng chắc là Ly nhớ là mấy ngàn người trên này ạ, 2-3 ngàn người thủy thủ và phi công ở trên này. Con tàu này là đến năm 1991 là nó chính thức là nó về hưu, là tuổi thọ hoạt động là 50 năm à, đúng rồi, khoảng 50 năm từ chiến tranh thế giới thứ hai cho đến năm 91 là về hưu và được mang đến đây để trưng bày. Đây, mình đang đứng trước chỗ mua vé. Đây là người lớn 18 đồng 95, trẻ con 16 đồng 95, người học 13 đồng 95. Nếu mà có là từng làm trong quân đội military là được giảm giá thêm chút nữa, 14 đồng 95. Trong giá cả như vậy là thấy cũng phải chăng. Trong này là sảnh chờ, chỗ này nguyên cái sảnh chờ cũng rất là bự, có food court ở chỗ ăn uống ở bên trái này, bên phải là họ trưng bày những cái máy bay, đều là máy bay thật đã về hưu. Mình đã mua vé xong và bắt đầu đi vào trong cái sảnh chờ, đợi mọi người một chút rồi mình sẽ bắt đầu vào con tàu. Thì trước khi mà vào thì mình sẽ cho mọi người coi một cái thông tin như sau nha. Ở đây là Battle of the Coral Sea, tức là trận chiến ở trên cái biển san hô. Thì nó gọi tên như vậy thôi, nhưng trận chiến này là bắt đầu tháng 5 năm 1942, xảy ra giữa Nhật Bản đối đầu với cả Mỹ và Australia ở trên biển. Và đây cũng là cái trận chiến đầu tiên mà những cái con tàu, cái loại tàu này họ gọi là aircraft carrier này. Aircraft là máy bay, carrier là mang, chở, là cái loại tàu chở máy bay. Mà thì ở cái trận chiến mà san hô này thì đây là trận chiến đầu tiên mà cái dạng tàu mẫu hạm này
được gọi là áp dụng á, được sử dụng lần đầu tiên để sử dụng ở trong chiến tranh. Mình sẽ review restroom của tàu mẫu hạm. Ở đây trần nó rất là thấp, mình đứng như này, mình chỉ cách cái trần có một chút xíu thôi, trần nó khá là thấp. Đây là chắc là chủ yếu là phụ nữ thì sẽ là y tá và những người làm công tác hậu cần. Có một số ít có tham gia chiến đấu luôn, chủ yếu là hậu phương. Đây, họ rất là coi trọng women in the war. We can win without them. Đây là biểu tượng kinh điển của Mỹ này. We can do it. Là biểu tượng kinh điển của thời Woman Revolution. Đây là trong restroom, cũng sạch sẽ đẹp đẽ như bao restroom bình thường thôi. Rồi, bây giờ mình đã xuống, chính thức xuống đến dưới phòng đầu tiên mà mình gặp. Đây là phòng cắt tóc. Phòng này chắc chủ yếu là cắt tóc nam rồi, còn chị em thì chắc phải để tóc dài. Có phòng cắt tóc đầy đủ này, chăm sóc đời sống anh em đầy đủ. Chặt. Không biết là mọi người ở Việt Nam chắc nhiều người cũng đi địa đạo Củ Chi rồi. Mình thấy nó còn khắc nghiệt hơn ở đây rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thật sự là cũng đã thấy rất là ngột ngạt rồi mọi người. À nhưng mà không thể nào bằng địa đạo Củ Chi được. Ở đây ngột ngạt thì là lên bong tàu là đón gió biển liền, không vấn đề gì. Địa đạo Củ Chi là mỗi lần ngoi lên là cả vấn đề chứ. Ồ, đây là phòng tập lái này, aviation trainer này. Họ tập ở đây luôn. Khi điều kiện chiến tranh nó đang leo thang khắc nghiệt đấy, không đủ người có lên đây tập liền, tập trên này ông người chiến luôn. Ở dưới này giờ trần rất là thấp, nó cũng hơi bí bức á. Mình là con gái mà lại còn chiều cao bình thường nữa, chứ còn mấy anh mà lính phi công này kia là chắc là đi chạm trần luôn á, chắc chắn luôn á. Đây mình giơ tay lên là đã chạm trần rồi. Thì tất nhiên là điều kiện quân đội thì đâu thể nào bằng nhà ở được. Ở đây là cái biển những người đã mất. Đây, kill in action. Đây là chỉ có một cái trận chiến kamikaze hit này thôi mà từng này người đã ra đi, còn từng này người bị thương. Những cái cửa rất là thấp, giơ tay lên là với đến. Mình mới học được một cái trận ở đây là họ đang nói đến trận kamikaze này. Có một cái chỗ để mà xem những thước phim tài liệu. Trận chiến có vẻ là một trận chiến khốc liệt, kamikaze. Ở đây đều ghi lại hết những người bị tử sĩ ở đây. Remote hydraulic station can control operate large remote valves into isolated different system. Steam, cái phòng này nó điều khiển cái hệ thống ventilation, hệ thống thông gió và hệ thống hơi nước ở đây. Tất cả những cái van này điều khiển cái đó. Mọi người có đoán ra những cái ô này là những cái gì không? Chắc là nhìn thấy cái gối là biết rồi đúng không? Kính ở đây là chỉ người ta đóng để bảo quản thôi. Chứ còn đây chính là những cái giường tầng để phi công và binh sĩ ngủ. Rất là ngắn ấy. Ngắn, mình ngủ mà mình còn không thấy thoải mái. Chứ đừng nói đến những anh lính Mỹ bự chả. Có những bức thư này. Dear Judy, how have you been? Những di thư để lại. Now hear this. Attention all campers, overnighters, all overnighters. Đây là phòng để sửa những cái đồ $1,600, which is 4 p.m. approximately 30 minutes. Please remember to maintain social distancing. Keep your face mask on. Đây chính là phòng ăn. Đây là căng tin bếp ăn.
Nhưng mà để lại một khoảng người đấy chắc một bữa ăn cơ bản. Ăn ngon nữa vậy. Có turkey, có pork, có thịt ăn gì, có cá luôn này, salmon luôn này. Chắc là câu ở biển xong rồi lên ăn luôn cũng. Ăn ngon nữa này. Thật ra đúng rồi, lính lính ở Mỹ là họ chăm sóc rất chu đáo. Đây tráng miệng này. Ở đây là kho lương thực. Không biết là một cái tàu này mà đi như vậy là họ phải trữ biết bao nhiêu lương thực. Chưa tưởng tượng được số lượng lớn như vậy. Và trong cái bếp bé ha. Nhiều người đi qua đây ăn. Nói chung cuộc sống là cũng là cuộc sống chiến đấu mà. Cũng kham khổ chứ cũng không sung sướng gì. À đây là nhà ăn. Đây là căng tin trông thoải mái rộng rãi hơn, nhưng mà có mỗi mấy cái bàn như này thì cả mấy nghìn người ăn thì chắc chia nhau dữ lắm. Chắc vậy nhưng mà cũng rất là ít ấy. Mấy bàn này. Ở đây là một câu nói famine cause, tức là nặng, tức là việc mà ăn bị đói khổ ấy thì còn hại cho quân đội hơn cả kẻ thù, nên là ở đây họ rất là quan trọng chuyện là ăn uống. Đây mình thấy có một cái full memorial, một cái phòng riêng mà để ngồi ăn rất là fine dining, trông rất là trang trọng. Đây mọi người nhìn thấy một cái phòng ăn rất là đặc biệt, có cửa này, ăn kiểu sang trọng hơn là binh sĩ bình thường. Thì cái này theo mình đọc ở đây thì nó đơn giản, nó chỉ là để tưởng nhớ lại những người đã mất thôi. Một cái phòng ăn You are not forgotten. Ở đây câu thắc mắc của mình là giờ đã được trả lời ở đây. Đây là lượng thức ăn mà binh sĩ ở trên cái tàu này ăn hàng tháng. 4.000 pound là khoảng 2.000 kg thịt heo. Trứng là khoảng 3.000 tá trứng. Hamburger là 12.000 pound là gần 6.000 cân hamburger. 6.000 cân. Toàn là tính bằng tấn không á. Tấn thức ăn thì thật ra cũng đúng rồi. Miệng ăn núi lở mọi người. Mấy ngàn con người ăn mà ăn để đánh nhau những nên là ghê thật đấy chứ. $1,000,000 mỗi 9 và 12 ngày là từ cái thời đấy nhá. 1,000,000 9 đến 12 ngày tốn $1,000,000 tiền ăn uống hậu cần. Từ nãy đến giờ là mình toàn đi xuống không á, đi xuống cái bụng của cái tàu. Đây là engine room. Welcome to the engine room. Đi xuống là engine room là đúng rồi. Hồng là mình ngửi thấy cái mùi metal á, mùi kim loại đây luôn á, toàn là kim loại không. Fuel oil and transport system. Công nhận đó, để vận hành cả một cái engine của cả một cái tàu 1/4 cây số như này là họ phải plan kỹ ghê. Tôi cũng ngưỡng mộ trình độ. Chỗ này là họ đo cái độ trong, độ purity của dầu mà sử dụng ở trong cái tàu này á. Chắc họ lấy như mẫu vật từ những chỗ khác nhau để họ make sure là dầu ở đây là lúc nào cũng vận hành được tốt. Tàu này vậy là họ chạy, nó chạy bằng dầu á. Đây là một cái căng tin nữa. Căng tin này có vẻ là đồ bánh trái, đồ ăn mess line, breakfast đúng không? Chỗ này là bán đồ ăn sáng. Hôm đấy là đồ ăn chính, còn đây là toàn đồ ăn sáng. Trời ơi, đúng đồ ăn sáng style Mỹ đây các bạn ơi, không phải bằng một góc bún miếng phở của mình đâu. Có trứng này, rồi xúc xích này, bacon này, cái pancake waffle. Làm sao mà bằng bún miếng phở Việt Nam được? Mình buồn với bữa sáng Mỹ lắm.
nói vậy thôi chứ nếu bạn sinh ra ở Mỹ thì đấy là một bữa sáng. Mình có đọc một tài liệu là nếu bạn tù ở Mỹ mà cho ăn một bữa cuối cùng thì họ ăn gì, rất nhiều người chọn bữa sáng bacon, trứng, bánh mì giản dị, nhưng mà nó như kiểu là nó đi vào máu của họ ấy. Từ bé họ đã ăn như vậy rồi. Đây chắc cũng là phòng machine shop lúc nãy, mà là đây là cái phía khác thôi, đúng không? Đây mình đi sang cái hành lang bên kia. À, ờ đúng rồi, đúng rồi. Hành lang dọc hai bên thành tàu. Cái nhiệt độ nó cũng thay đổi lắm nhá, ở dưới này rất là nóng, đúng là phía gần engine ấy. Rất là nóng. Cập bến là bưu điện sẽ đến lấy thư ở đây gửi cho người dân. Thương quá thôi, thư cho người thân. Lúc nãy đi qua chỗ mà cái giường ấy, mình cũng thấy một bức thư. Dear Judy, how have you been? Nghe tội ghê. À, ở đây này, đây là chỗ gửi thư nè. US Navy, ký nhận mình đã gửi những cái điện thư như thế nào cho người thân. Cái này là mình nghĩ là Linh nghĩ là phục vụ mục đích personal thôi à, liên lạc với người thân thôi chứ không có phải là chứ hải quân họ phải có một cái hệ thống liên lạc riêng chứ. Ở đây này cũng nhiều cái những cái bao thư, à chắc người nhà gửi quà cho binh sĩ ở đây này, hoặc là ngược lại binh sĩ cũng gửi quà cho người nhà ở đây. Nhìn cũng rất là cảm động ấy mọi người, xa nhà rồi không biết sống chết như nào ấy, chỉ liên lạc với nhau bằng những bức thư, những gói quà thôi, không có điện thoại hay này kia như bây giờ đâu. Thôi anh cẩn thận. Đây là một khu nghỉ ngơi nữa, những cái locker rất là bé, lối sống tối giản là thật sự là được áp dụng ở đây mọi người. Ai mà đi ra lối sống tối giản là phù hợp với quân đội. Mình cho mọi người xem vào xem cái giường ngủ. Mình thử cái chiều dài của người mình đấy, cảm thấy là mình nằm ra ấy. Chắc là cũng gần như là vừa. Mình là như là con gái mà còn châu Á nữa, mình nằm ra là vừa đúng cái giường luôn đấy. Mình tự nghĩ cái giường này chỉ khoảng 1m6 thôi à, không thể hơn. Và chắc chắn là những anh binh sĩ là cao hơn, lúc nào họ cũng phải ngủ là có chân đấy. Lúc nào cũng phải ngủ có chân như vậy thì cũng vất vả. Ở đây có một bàn chơi cờ tướng nữa này. À quên, cờ vua chứ. Bàn chơi cờ vua giải trí. Cái tủ không nhận mà giường còn 3 tầng nữa. Nơi khu này là khu nghỉ ngơi. Nó ngột ngạt lắm mọi người. Ở dưới này kể cả họ có hệ thống thông khói rồi nó vẫn ngột ngạt lắm. Mình cũng tưởng tượng cuộc sống như vậy. And welcome to the Lexington CV-2 exhibit on board the USS Lexington CV-16. This exhibit honors the previous Lexington CV-2, known as the Lady Lex. The USS Lexington CV-2 was sunk at the Battle of the Coral Sea, and the decks you now stand upon were named in her honor. Đây là hình ảnh con tàu này, USS Lexington, chủ thời xưa. Con tàu này là Lexington là tên con gái, họ gọi là Lady. The Lady has a face, đây, có mắt này, miệng này. Có Lady has a face. Đây hết. Ở đây là bảng ghi danh những người pilot, những người phi công lái những cái máy bay chiến đấu mà sẽ chắc là xuất phát từ cái tàu này. Những cái máy bay trông như thế này. Có nòng súng bắn này. Hôm trước mình lái cái máy bay helicopter một chút thôi mà để mình di chuyển từ điểm này sang điểm kia thôi mà cực kỳ khó luôn đấy. Mình không tưởng tượng được là họ lái để bắn nhau, để sinh mạng mình ở trên đó thì gọi là đúng là American Heroes. Rồi đây chính là căn phòng mà Lee cũng tò mò muốn tới coi nhất, đấy là căn phòng phẫu thuật khẩn cấp.
Thì khi mà có những binh sĩ mà bị thương hoặc những phi công bị thương á, thì sẽ được chuyển ngay đến phòng này và làm phẫu thuật khẩn cấp. Thì ở cái tấm biển này nó có ghi là cái trần của phòng này được thiết kế đặc biệt á, để mà có thể được khử trùng nhanh để phục vụ cho những cái ca mổ khẩn cấp. Thì mình nhìn căn phòng này mình cũng tưởng tượng được ra là đã có rất là nhiều những ca mổ mà rất là gay cấn đã diễn ra ở đây, và cũng có thể có những chiến sĩ cũng đã hy sinh ngay ở trên bàn mổ này. À, phòng này là cũng là một cái phòng rất là đặc biệt, là phòng cách ly, isolation. Thì khi binh sĩ sống chung nhau như vậy á, thì nếu mà có một người có bị truyền nhiễm á, thì họ phải được chuyển ngay đến phòng này để mà cách ly, không lây lan bệnh tật. Cái phòng này làm liên tưởng đến Covid-19. Rồi, tiếp theo đây sẽ là một căn phòng rất là đặc biệt. Đấy chính là phòng cầu nguyện hay còn là hoặc là nhà thờ ấy. Thì trước khi mà Ly đến thì Ly cũng có biết là ở đây có nhà thờ, nhưng mà Ly chỉ nghĩ là để dùng để cầu nguyện thôi. Nhưng mà hóa ra là cũng dùng để tổ chức tang lễ cho những binh sĩ, những tử sĩ nữa. Và họ gọi là thủy táng luôn, tức là đưa xác xuống nước luôn á, còn cho những người mà bị hy sinh á. Thì nghe cũng rất là thương á các bạn, những chiến sĩ mà hy sinh ở trên biển thì là thôi họ cũng phải về với biển luôn, chứ tàu lênh đênh ở trên biển cả tháng, tính nhiều khi tính cả năm luôn á, thì cũng không thể nào có điều kiện để bảo quản xác và mang về nhà được. Rồi bây giờ là mình vừa mới lên trên boong chính, là lúc nãy là từ nãy đến giờ là đi là ở dưới hầm hết, ở dưới chỗ sinh hoạt hết. Đây là cái boong chính của cái tàu, và bây giờ là mình sẽ đi lên trên chỗ mà máy bay đáp xuống cho mọi người coi. Rồi bây giờ là chỗ mà mình cũng chờ đợi nhất trong chuyến đi này, đấy là lên chỗ tàu máy bay, lên chỗ máy bay hạ cánh ở trên tàu. Đây là lối lên, cái họ gọi là fly deck. Rồi, mình đã ra đến fly deck ở ngoài này. Ở trên mặt biển mà mình yên không một cái chuyển động gì luôn. Đây mọi người nhìn mặt biển, bốn bề là biển. Mình đã lên đến trên fly deck, là chỗ máy bay hạ cánh. Đây là nguyên cái này là cái đường băng này mọi người. Nguyên cả một cái đường băng bự hạ cánh. Ở trên này là họ vẫn còn trưng bày những cái máy bay thật từ thời chiến đã đáp cánh, hạ cánh xuống đây. Ôi, nhìn cái trạm radar này đã này. Có đi được lên trên cái trạm này không ta? Có. Đây là trạm điều khiển. Lát nữa mình cũng sẽ đi lên trên trạm để coi. Ở đây là những cái caliber gun, là súng để tấn công á. Thì lúc đầu là mình biết là họ xây cái tàu này chỉ để máy bay hạ cánh thôi, nhưng mà sau đó là bị tấn công. Thế là họ mới nghĩ là tại sao không tự vệ luôn. Làm ra những cái súng như thế này để mà tự vệ và cũng để tấn công luôn. Thì họ cho mình vào trong một cái súng này luôn á. Lát nữa mình sẽ vô. Trước khi mà mình đi chuyến này thì mình có kể với cả mọi người trong công ty, thì Vương có biết được, và Vương cũng nhờ mình hỏi ở chỗ này xem là có thể đáp cái trực thăng của Vương xuống đây được không, để Vương review cái tàu này và tập lái máy bay trực thăng luôn, để lát nữa Ly hỏi thử những người phụ trách ở đây xem có được không nha. Nhìn cái helicopter này nó mới hầm hố này mọi người, ngồi được hai người mà nó rất là dẹp, chứ nó không có dài bự chiều ngang như là cái helicopter mình ngồi. Tại đây là hai người ngồi, một người trên một người dưới, chứ không phải đi kiểu relax ngồi song song nói chuyện với nhau, ngồi hang hàng nói chuyện với nhau đâu. Đây là đánh nhau căng thẳng lắm. Đây gọi là Cobra. Tàu này tên là Cobra, rắn hổ mang. Cái máy bay nhìn ngầu này, Blue Angel.
Mình đi những cái chỗ di tích lịch sử như này á, mình cũng hay tưởng tượng ra những cái cảnh mà nó xảy ra từ ngày xưa, ảnh thật xảy ra ngày xưa ấy, thì mình sẽ tưởng tượng là những cái, đây là cái đường băng này, khoảng cái đường băng rất là dài, là trước đây là những cái máy bay chiến đấu nó cứ liên tục hạ cánh rồi đáp cánh ở đây. Và những cái trận chiến gọi là cũng khốc liệt ấy, cũng xảy ra ngay xung quanh cái máy bay này, rồi những người chết, những người bị thương, những câu chuyện để lại. Nói chung là mình là cũng là một người rất là thích đi museum, mình thích những cái gì thuộc về quá khứ, mình thích retro, mình cũng thích xây những ngôi làng cổ ngày từ thời xưa. Đấy, và đây là một trong những cái di tích mà thu hút rất là nhiều người xem hàng năm. Đến mức mà ban ngày chưa đủ, ban đêm họ còn cho ngủ lại đây 75 đồng một đêm. Ngủ lại và cảm nhận cái cuộc sống full day, một ngày trọn vẹn của một người lính nó như thế nào. Đây sẽ cho mọi người xem từng cái máy bay. Cao như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong cái ở bên trong của cái nòng pháo này. Mọi người coi bên trong này có cái gì nhá. Rồi. Trong này là chỗ để mà ngắm bắn. Now hear this, the gun mount you are standing has been empty. Đây, đây là họ ngay ở đây. Rồi, những cái số liệu về gun này. Cái chiều dài của cái súng này là 223 inch. Những cái số liệu khác nữa ở đây. Rồi. Trong này là nguyên một cái súng. Súng là những cái thiết, những cái đồng hồ đo, mình thật sự không hiểu nó đo cái gì. Đây là nhìn ra cảnh biển mênh mông này. Thời bình, đây là cảnh biển thời bình. Phòng này là phòng, cũng vẫn là phòng khám răng đúng không? Dental corp này. Đây này, chiều cao trung bình của binh sĩ như này này. Họ chỉ với tay cái là đến trần, cao hơn chút là đi cúi đầu. Có nhiều phòng khám răng ghê ấy. Ủa, tại sao mình thắc mắc sao nhiều phòng khám răng nữa người ta? Liệu ở trên biển nó ảnh hưởng đến răng không? Đã khám răng tiếp này. Có thể mình chưa đến khu bệnh viện chính chứ thấy khám răng là quá nhiều rồi đấy. Thấy không? Phục vụ mấy nghìn binh sĩ là biết bao nhiêu thứ. Mình đã kết thúc chuyến đi ghé thăm của mình đến tàu mẫu hạm của USS Lexington Mỹ. Hy vọng là cho mọi người được thông tin và mọi người thấy thú vị. Mong mọi người ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Xin chào mọi người.